Loại quả này có giá thành lên tới khoảng tầm 400.000 đồng 1 kg quả tươi, thậm chí có những loại giá thành lên tới khoảng tầm gần 1 triệu một cân đấy nhé. Đó chính là những cây trà lá ăn quả Trung Đông. Như tên gọi của nó thì cây trà lá ăn quả này nó có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Đông, là một khu vực có thời tiết rất là khắc nghiệt. Tuy nhiên, giống cây này nó vẫn thích nghi và phát triển rất là tốt trong cái thời tiết nắng nóng và khô cằn của sa mạc Trung Đông. Những năm gần đây thì cây trà lá này cũng đã được du nhập sang rất nhiều quốc gia trên toàn thế giới, và cũng rất nhiều quốc gia đã trồng thành công cái giống cây này rồi. Ở khu vực Đông Nam Á thì Thái Lan là quốc gia đi đầu và trồng số lượng nhiều nhất cái giống cây này. Thì ở Việt Nam mình cũng đã có rất nhiều tỉnh thành trồng thành công cái giống cây ăn quả này rồi. Điển hình như là khu vực Bình Dương, Đồng Nai, Tây Nguyên, Đồng Tháp và các tỉnh miền Tây. Tuy nhiên thì một số tỉnh thành ở khu vực miền Bắc và miền Trung nhiều anh chị muốn trồng cái giống cây này. Tuy nhiên thì không biết là có trồng thành công tại miền Bắc hay không. Thì hôm nay nhà vườn Ngọc Lâm sẽ dẫn anh chị đi tham quan cái vườn trà là đang đậu quả rất là sai tại miền Bắc. Cây trà lá ăn quả thực tế nó cũng có rất nhiều chủng loại khác nhau. Tuy nhiên về Việt Nam mình hiện nay thì hai cái giống được ưa thích nhất, thứ nhất là dòng Ba Hy quả vàng và thứ hai là dòng Khoai Lang quả đỏ. Thì đặc điểm của hai cái giống cây này như sau: dòng quả vàng Ba Hy thì 1 năm cây cho quả một vụ, nó sẽ ra hoa vào khoảng tầm tháng 2 hàng năm, và sau khoảng tầm 5 tháng sau tới khoảng tầm tháng 7 là quả bắt đầu ngả vàng, và khi đó chúng ta sẽ thu hoạch và thưởng thức được những trái trà là cho hương vị rất thơm ngon, quả ăn giòn ngọt hạt nhỏ ấy nhé. Còn cái dòng thứ hai là dòng Khoai Lang quả đỏ. Dòng quả đỏ thì nó sẽ ra quả gần như là quanh năm, các lứa hoa lứa quả sẽ gối tiếp nhau. Và hiện nay thì giá thành của cái giống quả đỏ nó cũng cao hơn gấp khoảng tầm 1,5 tới 2 lần so với cái dòng quả vàng Ba Hy nhé. Một số thắc mắc khác của anh chị là cây trà là này nó phù hợp với điều kiện đất đai như thế nào, đất trũng có trồng được không, hay là khu vực ngập mặn có trồng được cái giống cây này không, trồng từ cây giống thì sau bao lâu có quả, và trồng cây cách cây khoảng tầm bao nhiêu mét để đảm bảo năng suất và chất lượng quả. Và thứ hai là cây trà là này nó phù hợp với điều kiện đất đai như thế nào, miền Bắc có trồng được không, và mình nên lựa chọn cây giống như thế nào để sau này cây nó cho năng suất tốt và đảm bảo chất lượng quả. Và sau đây nhà vườn Ngọc Lâm sẽ chia sẻ tất cả những thông tin mà anh chị cần biết để có thể lựa chọn trồng những giống cây trà là cho năng suất tốt nhất nhé. Hiện nay tính tới thời điểm hiện tại thì ở thị trường Việt Nam mình có khoảng tầm 4 tới 5 giống trà lá ăn quả, còn ở trên thế giới thì số lượng nó nhiều hơn rất là nhiều. Tuy nhiên thì có hai cái giống mà ở Việt Nam mình các anh chị lựa chọn trồng nhiều nhất, đó chính là cái dòng Ba Hy quả vàng và dòng Khoai Lang quả đỏ. Thứ nhất là về cái năng suất và thứ hai là về cái chất lượng quả nó tốt hơn cái giống kia chứ nhé. Đấy, cái dòng Khoai Lang thì được sưu tầm trồng nhiều hơn bởi vì quả ra quanh năm và giá thành nó cũng cao hơn cái dòng quả vàng Ba Hy chứ nhé. Và cái cây trà là này thì hiện nay nó cũng đã trồng thành công tại tất cả các tỉnh thành tại ba miền Việt Nam rồi. Khu vực đất trũng thì mình chỉ cần đào mương để cho cái cây nó thoát nước được là vẫn có thể trồng được cây trà là này, hay là ở khu vực ngập mặn thì cũng đã trồng thành công cái giống trà là này rồi. Đấy, ở khu vực Tây Nguyên, Bình Dương, Đồng Tháp đã có rất nhiều tỉnh thành trồng với số lượng rất là lớn. Ở miền Bắc này thì cái vườn mà em đang giới thiệu với chị đây thì có số lượng khoảng tầm gần 2.000 cây, cũng là cái vườn lớn nhất tại miền Bắc ấy chị nhé. Những cây này được khoảng tầm 3-5 tuổi rồi, đang bước vào cái giai đoạn ra quả bói. Còn những cây trưởng thành như này nó được khoảng tầm 5 tới 6 năm tuổi rồi, đã cho khoảng tầm 3 tới 4 nước quả rồi nhé. Cây trà là này thì tính về cái giá trị kinh tế của nó cũng rất là cao. Nó thuộc cái dòng cây thân cọ, thân dừa, tuổi thọ rất là cao ấy nhé. Đấy, một cái cây trưởng thành lâu năm cổ thụ như chị có thể thấy đây. Nó có thể đạt tới chiều cao khoảng tầm 8 tới 10 mét và cho khoảng từ 10 tới 15 buồng quả mỗi cái vụ thu hoạch. Và trung bình mỗi cái buồng quả nó sẽ có khoảng tầm 8 tới 15 kg một cái buồng quả nhé. Và cái giá trị trên thị trường rất là cao. Tính ra mỗi cái vụ thu hoạch thì anh chị thấy này, trung bình 1 kg nó khoảng tầm 300 tới 400 nghìn đồng 1 kg, thì một cây sẽ tạo ra cái giá trị rất là cao chứ nhé. Đấy, thì trồng khoảng cách như thế nào thì thông thường người ta sẽ lựa chọn trồng cây cách cây khoảng từ 5 tới 6 mét để đảm bảo cho cây nó đủ ánh sáng để quang hợp, sau này cây nó còn to và phát triển nữa chứ nhé. Cây trà là thì nó có sức sống rất là tốt, khả năng kháng chịu sâu bệnh cao, thích nghi với rất nhiều cái điều kiện đất đai khí hậu khác nhau, rất là dễ trồng, khỏe mạnh, cây cho năng suất tốt, thời gian cho thu hoạch kéo dài. Một cái giống cây mà anh chị có thể lựa chọn vừa trồng làm kinh tế vừa làm cảnh trang trí khuôn viên sân vườn sẽ rất là đẹp anh chị nhé. Anh chị mà cần tư vấn thêm về cái giống cây trà là này thì hãy liên hệ tới nhà vườn Ngọc Lâm qua số điện thoại hotline Zalo là 0963 618863. Nhà vườn Ngọc Lâm là một trong những nhà vườn chuyên cung cấp các loại hoa cây ăn quả ngoại nhập từ rất nhiều quốc gia trên toàn thế giới, trong đó có cây trà lá ăn quả. Bên em đã cung cấp cho rất nhiều dự án và đại lý trên toàn quốc, có từ cây giống cây 2-3 năm tuổi đã bắt đầu bói quả rồi, hay là những cây trưởng thành nó cao khoảng tầm 7 đến 8 mét như này đều có số rất nhiều. Anh chị mà quan tâm thì hãy liên hệ tới nhà vườn Ngọc Lâm. Tất cả các cây đều được nhập khẩu trực tiếp từ bên nước ngoài về và đều là những cây nuôi cây mô được tuyển chọn từ những cây bố mẹ cho năng suất và cái chất lượng quả tốt nhất.
nên là đảm bảo với anh chị là về cái giá thành và chất lượng cây giống tốt nhất trên thị trường Việt Nam hiện nay. Ngoài cây trà ăn quả ra thì nhà vườn Hồng Lâm còn rất nhiều các dòng cây ăn trái ngoại nhập độc lạ khác. Thì nhân tiện đây, em sẽ giới thiệu thêm với chị 15 loại cây ăn quả ngoại nhập độc lạ khác mà anh chị có thể tham khảo lựa chọn trồng để trong khuôn viên gia đình mình có thêm đa dạng các loại cây nhé. Loại cây đầu tiên mà em giới thiệu cho anh chị thì đó chính là cây lựu đỏ Ấn Độ, một trong những loại cây mà được nhiều gia đình lựa chọn trồng trước nhà. Nó mang cái ý nghĩa phong thủy rất là tốt cho gia chủ. Cây lựu với tuổi thọ cao tượng trưng cho sự trường tồn, sức sống mãnh liệt cùng với thời gian. Hoa lựu có màu đỏ tươi tượng trưng cho sự may mắn, đem lại nhiều cái phú quý, tài lộc cho gia chủ. Cây lựu sẽ thường ra hoa vào khoảng tầm tháng 2, tháng 3 hàng năm. Quả sẽ bắt đầu chín vào khoảng tầm tháng 8, tháng 9 hàng năm. Khi chín thì lớp vỏ quả bên ngoài sẽ ngả sang màu đỏ tươi, tựa như những chiếc đèn lồng treo lung linh trước gió. Trọng lượng trung bình mỗi quả lựu sẽ dao động khoảng từ 400 tới 500 gram một quả. Ruột bên trong cũng có màu đỏ tươi, khi ăn mình sẽ cảm nhận được cái độ ngọt thanh mát rất thơm ngon. Ngoài ra thì nó còn chứa rất nhiều vitamin và khoáng chất tốt cho sức khỏe. Nó có tác dụng làm đẹp da, ngăn ngừa lão hóa và rất nhiều công dụng khác. Hiện nay, nhà vườn Ngọc Lâm có rất nhiều kích thước cho loại cây lựu đỏ Ấn Độ này, từ cây giống, cây trai hay là những cây được khoảng tầm 5 tới 15 tuổi, hay là những cây lâu năm cổ thụ được khoảng tầm 30 tới 45 tuổi. Nhà vườn Ngọc Lâm đều có số lượng rất nhiều. Mình trồng từ cây giống thì cũng chỉ khoảng tầm hơn một năm thôi, nó bắt đầu ra hoa đậu quả rồi. Loại cây thứ hai mà em giới thiệu cho anh chị đó chính là cây nho thân gỗ Nam Mỹ anh chị nhé. Dòng này thì ra hoa đậu quả quanh năm, chịu nắng chịu hạn rất là tốt. Khác với những dòng nho leo giàn quả mọc hình chùm, cái giống nho thân gỗ Nam Mỹ này quả nó sẽ mọc từ thân mọc ra, từ khi cây ra hoa tới lúc quả thu hoạch được nó chỉ kéo dài khoảng tầm 4 tới 5 tuần thôi. Các lứa hoa lứa quả sẽ gối tiếp nhau gần như là trên cây, lúc nào cũng có hoa có quả anh chị nhé. Đường kính quả nó dao động khoảng tầm 2 phân rưỡi tới 3 phân. Khi ăn thì mình sẽ cảm nhận được cái độ ngọt thanh mát rất là thơm ngon. Cây nho thân gỗ cũng có tuổi thọ rất là cao, lên tới hàng trăm năm tuổi. Cây càng lâu năm thì cho hoa đậu quả càng sai. Anh chị không có đất trồng thì hoàn toàn có thể trồng trong chậu được anh chị nhé. Những cây nó cao khoảng tầm 1m8, 2m như này cũng chỉ cần trồng trong chậu đường kính khoảng tầm 40, 50 phân thôi đã cho rất nhiều quả trên cây rồi. Mỗi cái vụ thu hoạch thì mình có thể thu hoạch được khoảng tầm 3 tới 5 kg quả đối với những cây như thế này. Còn những cây to hơn thì mỗi lứa quả có thể thu hoạch được khoảng tầm 15 tới 20 kg quả anh chị nhé. Anh chị có thể lựa chọn trồng vừa làm cây ăn quả, cây cảnh cho khuôn viên gia đình mình. Cây rất là dễ trồng, tỷ lệ đậu quả cao. Hiện nay thì nhà vườn Ngọc Lâm có rất nhiều kích thước chủng loại cây nho thân gỗ này, từ cây giống hay là những cây trưởng thành được 3 tới 5 năm tuổi đang cho hoa đậu quả rất là sai như này, hay là những cây lớn hơn được khoảng tầm vài chục năm tuổi, nó cao khoảng tầm 3 4 mét đang đậu rất là nhiều quả trên cây. Nhà vườn Ngọc Lâm đều có số lượng rất là nhiều, là một trong những nhà vườn đầu tiên đưa giống nho thân gỗ này về Việt Nam với số lượng rất là lớn để cung cấp cho khách hàng và đại lý trên toàn quốc, đảm bảo với anh chị là về cái giá thành và cái chất lượng cây giống tốt nhất trên thị trường Việt Nam hiện nay. Còn đây là cái giống bưởi đỏ Thái Lan, một cái giống bưởi quý hiếm đáng trồng nhất hiện nay. Nó có rất nhiều ưu điểm so với những cái dòng bưởi trong nước anh chị nhé. Thứ nhất là quả to, trọng lượng trung bình nó dao động khoảng tầm 1 cân 8 tới 2 cân. Nó sẽ to khoảng tầm 2 tới 3 lần so với những dòng bưởi đỏ trong nước. Quả khi chín có màu đỏ tươi, bóng, nhìn rất là bắt mắt. Và đây là cái giống bưởi đỏ chín muộn, nó sẽ chín vào thời điểm Tết Nguyên Đán. Vì vậy thì giá thành của nó sẽ cao hơn rất nhiều lần so với những dòng bưởi truyền thống trong nước anh chị nhé. Và khi chín thì cái lớp vỏ quả rất là thơm, khi ăn thì mình sẽ cảm nhận được cái vị ngọt thanh, hương thơm rất là riêng của cái giống bưởi đỏ này. Ngay từ khi quả còn nhỏ là nó đã có hình bầu dục như thế này rồi. Một đặc điểm mà anh chị có thể phân biệt cái giống bưởi đỏ này với những cái giống bưởi khác trong nước đó là khi lá nó còn non thì nó sẽ có hình bầu dục như thế này. Tuy nhiên khi lá nó già đi thì nó sẽ chuyển sang hình tròn anh chị nhé. Chỉ có cái giống bưởi này là có cái đặc điểm này thôi. Ngoài ra thì cây bưởi đỏ Thái Lan này cũng rất là dễ trồng, dễ chăm sóc, cây chịu nắng nóng tốt, ít sâu bệnh, thích nghi với mọi loại đất, miền Bắc, miền Trung, miền Nam đều trồng được. Cây cũng rất là nhanh có quả thôi, mình trồng từ cây giống là cây ghép thì cũng chỉ khoảng tầm hơn một năm thôi là nhiều cây bắt đầu ra quả bói rồi. Từ năm thứ ba trở đi là trung bình mỗi cây sẽ cho khoảng từ 30 tới 50 quả trên cây. Từ năm thứ bảy tới 8 là một cây trưởng thành, có thể cho thu hoạch lên tới khoảng tầm vài trăm quả trên cây. Là một cái giống bưởi mà hiện nay có giá trị kinh tế rất là cao và quả thì nó sẽ chín vào thời điểm Tết Nguyên Đán. Vì vậy thì anh chị có thể lựa chọn trồng vừa làm cây ăn quả vừa làm cây cảnh trang trí khuôn viên sân vườn. Màu đỏ tươi của quả bưởi tượng trưng cho sự may mắn, đem lại nhiều cái hạnh phúc phú quý tạo lộc trong dịp đầu xuân năm mới nhé. Còn đây chính là cây hồng xiêm ruột đỏ khổng lồ, là một trong những giống cây ăn quả có giá trị cao nhất trên thế giới hiện nay. Đặc điểm của giống hồng xiêm ruột đỏ khổng lồ này thì có nguồn gốc xuất xứ từ Nam Mỹ, một khu vực có khí hậu khá tương đồng với khí hậu của Việt Nam. Vì vậy thì cái giống hồng xiêm ruột đỏ khổng lồ này khi du nhập về Việt Nam, cây đã thích nghi và phát triển tốt trong điều kiện khí hậu của Việt Nam. Đây là một cây trưởng thành đang ra hoa đậu quả rất là sai tại Việt Nam anh chị nhé. Một khi cây nó đã ra hoa đậu quả là nó sẽ ra hoa đậu quả quanh năm liên tục. Hoa thì mọc thành chùm từ thân mọc ra như này, các lứa hoa nở quả nó sẽ gối tiếp nhau.
Từ khi hình thành hoa tới lúc thu hoạch được quả, dao động khoảng tầm 6 tháng. Đây là những chùm quả con sau khi đã hình thành được khoảng tầm 2-3 tháng tuổi rồi. Anh chị có thể thấy là cái tỷ lệ đậu quả rất là cao. Một đoạn cành nó dài khoảng tầm 5 tới 10 phân như này thôi, đã đậu được khoảng tầm gần chục quả rồi. Quả hồng xiêm ruột đỏ khổng lồ thì nó có hình bầu dục như này, ruột bên trong có màu đỏ tươi và chỉ có một hạt duy nhất thôi. Khi ăn thì mình sẽ cảm nhận được cái độ dẻo dai của thịt quả và cái hương thơm rất là riêng của cái giống hồng xiêm này, một trong những giống cây mà rất là đáng trồng ấy chị nhé. Là một cái dòng cây thân gỗ lâu năm có tuổi thọ cao, thời gian cho thu hoạch kéo dài thì những cây hồng xiêm ruột đỏ khổng lồ trưởng thành có thể đạt tới chiều cao khoảng tầm 5-6 mét và cho hàng trăm quả trên cây chị nhé. Còn đây chính là giống vải không hạt của Thái Lan đấy chị nhé. Giống vải không hạt của Thái Lan này thì nó có rất nhiều cái ưu điểm so với những giống vải thông thường khác. Thứ nhất là quả to, mẫu mã đẹp và đặc biệt là khi chín rồi bên trong không có hạt thì ăn thì có độ ngọt thanh mát rất thơm ngon đấy chị nhé. Trước mặt anh chị đây là những cây vải không hạt Thái Lan trưởng thành, nó cao khoảng tầm 1 mét. Những cây trưởng thành như thế này thì anh chị trồng đến khoảng tầm đầu năm sau là cây bắt đầu ra quả vấy rồi. Đường kính gốc cũng dao động khoảng tầm 2 phân anh chị nhé. Cả đều được trồng từ nhỏ trong những cái bầu vải như này, bố rễ đã phát triển rất ổn định khỏe mạnh rồi, nên là về mình trồng cây sẽ phát triển rất là nhanh. Một cái ưu điểm khác của cái giống vải không hạt Thái Lan này là cây chịu nắng nóng tốt, cây có tuổi thọ cao, thời gian cho thu hoạch kéo dài, ít sâu bệnh, phù hợp với điều kiện khí hậu của Việt Nam. Đặc biệt cái giống vải không hạt Thái Lan này hiện nay thì có giá thành cao hơn gấp khoảng tầm 3 lần so với cái giống vải thiều trong nước hiện nay anh chị nhé. Quả của nó cũng có kích thước to gấp khoảng tầm 2 tới 3 lần so với quả vải thiều và giá thành hiện nay thì nó khoảng tầm trên 200.000 đồng một kg quả tươi. Hiện nay nhà vườn Ngọc Lâm có số lượng rất là lớn những cây vải không hạt của Thái Lan này, tất cả đều được cây ghép nên là sẽ cho quả rất là sớm. Nhưng những cây này nó cao khoảng tầm 70 tới 80 phân, nó là cây giống mình trồng khoảng tầm hơn 1 năm thôi nó bắt đầu ra hoa rồi. Còn đối với những cây trưởng thành như thế này mình trồng đến đầu năm sau nó bắt đầu có quả rồi chứ nhá. Còn đây chính là cái dòng hồng giòn Fuji của Nhật Bản đấy chứ nhé. Khác với những giống hồng giòn trong nước là chúng ta sẽ phải ngâm qua nước thì nó mới mất cái độ chát đi. Còn cái giống hồng giòn này là mình có thể ăn tươi trực tiếp được trên cây mà nó không hề có bị chát đấy chị nhé. Khi chín quả sẽ ngả sang màu vàng cam. Khi ăn thì mình sẽ cảm nhận được cái độ giòn, vị ngọt và hương thơm rất đặc trưng của cái giống hồng giòn này. Và đặc biệt thì ruột bên trong không hề có hạt đấy chị nhé. Trọng lượng trung bình của mỗi quả hồng giòn nó dao động khoảng tầm 150 tới 200 gram một quả chị nhé. Cây dễ trồng, dễ chăm sóc, có tuổi thọ cao, thời gian cho thu hoạch kéo dài, ít sâu bệnh. Nếu mà không đất trồng thì mình hoàn toàn có thể lựa chọn trồng trong chậu, cây vẫn sinh trưởng và ra hoa được quả rất là sai như này. Đây là một cây được khoảng tầm 25 tuổi nhé, đã cho tới khoảng tầm 15 tới 20 quả trên cây rồi. Hiện nay thì nhà vườn Ngọc Lâm có rất nhiều thước chủng loại cây hồng giòn Nhật Bản này, thì những cây giống nó cao khoảng tầm 60 70 phân, hay là những cây trưởng thành được khoảng tầm 25 tuổi nó bắt đầu ra quả vỏ rồi. Tất cả đều được trồng sẵn trong những cái bầu vải như này. Về anh chị trồng thì cây nó sẽ sinh trưởng và phát triển rất là nhanh. Cây hồng giòn thì thường ra hoa vào khoảng tầm tháng 2, tháng 3 hàng năm, quả sẽ bắt đầu thu hoạch vào khoảng tầm tháng 8, tháng 9 đấy chị nhé. Hoa và quả thì nó sẽ mọc từ kẽ lá mọc ra như thế này. Còn đây là những cây trưởng thành được khoảng tầm trên 20 năm tuổi rồi. Những cây này thì mỗi lớp quả nó phải cho tới khoảng tầm vài tạ quả ấy chị nhé. Còn đây chính là cái giống táo tàu siêu trái ấy chị nhé. Quả to, ăn giòn, ngọt, hạt nhỏ, rất là thơm ngon đấy chị nhé. Cây táo tàu thì có nguồn gốc xuất xứ từ Tây Á và hiện nay cũng đã được trồng thành công tại rất nhiều quốc gia trên toàn thế giới. Trong đó thì Trung Quốc là quốc gia trồng với số lượng nhiều nhất và ở đây cũng có nhiều cái giống táo tàu ngon nhất trên thế giới ấy chị nhé. Cây táo tàu thì cũng đã được nhập về Việt Nam được khoảng tầm 4 tới 5 năm nay. Cây cũng đã thích nghi và phát triển tốt trong cái điều kiện khí hậu của ba miền Việt Nam. Hiện nay thì cây táo tàu này cũng đã trồng thành công tại Việt Nam rồi nên là anh chị cứ yên tâm trồng và chăm sóc ấy chị nhé. Với cây nó cao khoảng tầm 70 80 phân này thôi đã cho tới khoảng tầm 30 tới 50 quả trên cây rồi. Còn những cây trưởng thành nó cao khoảng tầm 2 tới 3 mét như thế này có thể cho thu hoạch khoảng tầm vài trăm quả trên cây. Mình có thể lựa chọn trồng chậu trên ban công sân thượng, cây vẫn sinh trưởng ra hoa đậu quả rất sai như thế này. Cây táo tàu sẽ thường ra hoa vụ chính vào khoảng tầm tháng 2 tháng 3 hàng năm, đến khoảng tầm tháng 5 tháng 6 là quả sẽ đạt tới kích thước nó to bằng ngón tay cái như thế này. Đến khoảng tầm tháng 8 tháng 9 khi lớp vỏ quả đã ngả dần từ màu xanh sang màu vàng lâu, và khi đó chúng ta sẽ thu hoạch và thưởng thức được những trái táo tàu hương vị rất thơm ngon đấy nhé. Nó còn có tên gọi khác là hồng táo, táo đỏ Tân Cương hay là táo thuốc đấy nhé. Còn đây chính là cái giống vũ sữa hoàng kim có nguồn gốc xuất xứ từ Đài Loan. Giống cây này cũng đã nhập về Việt Nam được khoảng tầm 6 tới 7 năm nay rồi. Cây đã thích nghi và phát triển tốt trong điều kiện khí hậu của ba miền Việt Nam. Nó có rất nhiều cái ưu điểm. Thứ nhất là quả to, nó sẽ gấp khoảng tầm 2 tới 3 lần so với những cái giống vú sữa ta truyền thống trong nước. Trọng lượng trung bình mỗi quả dao động khoảng tầm 500 tới 600 g một quả, có những quả sẽ đạt tới trọng lượng khoảng tầm 800 tới gần 1 kg một quả. Ruột bên trong thì có khoảng từ 1 tới 2 hạt. Khi ăn thì mình sẽ cảm nhận được cái vị ngọt thanh mát rất là thơm ngon. Cây vú sữa hoàng kim thì sẽ mọc quả từ thân mọc ra, quả khi chín thì có màu vàng tươi rất là bắt mắt.
Vì vậy thì cái giống vú sữa Hoàng Kim này cũng có giá thành cao hơn rất nhiều lần so với những dòng vú sữa ta trong nước. Mình trồng thì cây giống cũng chỉ khoảng tầm hơn 1 năm thôi là cây bắt đầu ra hoa đậu quả rồi. Cây có khả năng chịu nắng nóng tốt, ít sâu bệnh, 1 năm có thể cho khoảng tầm 3 tới 4 vụ quả. Là một cây dòng cây thân gỗ lâu năm, có tuổi thọ cao thì những cây vú sữa Hoàng Kim trưởng thành có thể đạt tới cái chiều cao nó khoảng tầm 7 tới 8 mét và cho hàng trăm quả trên cây. Vì vậy các anh chị có thể lựa chọn vừa trồng làm cây ăn quả, vừa làm cây cảnh, cây bóng mát cho khuôn viên gia đình mình. Ngoài ra thì trồng cây vú sữa trước nhà cũng mang rất nhiều ý nghĩa phong thủy tốt cho gia chủ, nó tượng trưng cho sự may mắn, đem lại nhiều cái hạnh phúc tài lộc cho gia đình anh chị nhé. Còn đây là giống lê mật của Đài Loan đấy chị nhé. Giống lê này thì có rất nhiều cái ưu điểm. Thứ nhất là quả to, vỏ mỏng, ăn có độ giòn, ngọt rất là thơm ngon. Cây có tỷ lệ đậu quả cao, dễ trồng, dễ chăm sóc, thời gian cho thu hoạch kéo dài. Nó có thể thích nghi với rất nhiều điều kiện đất đai khác nhau, chịu nắng chịu hạn tốt. Một cây trưởng thành nó cao khoảng tầm 3 mét rưỡi tới 4 mét như này đã cho tới hàng trăm quả trên cây. Cây lê mật Đài Loan này thì nó sẽ thường ra hoa vào khoảng tầm tháng 2, tháng 3 hàng năm. Quả sẽ bắt đầu thu hoạch vụ chính vào khoảng tầm tháng 7, tháng 8. Trọng lượng trung bình mỗi quả dao động khoảng tầm 150 tới 200 gram một quả anh chị nhé. Là một cái dòng cây thân gỗ lâu năm thì những cây lê trưởng thành có thể đạt tới chiều cao nó khoảng tầm 7 tới 8 mét và cho hàng trăm thậm chí là hàng nghìn quả mỗi cái lứa quả anh chị nhé. Tùy theo cái khuôn viên gia đình chúng ta mà chúng ta có thể điều chỉnh cái chiều cao sao cho phù hợp. Nếu mà không có đất trồng thì anh chị hoàn toàn có thể trồng những cái lê này trong chậu, giới hạn chiều cao nó khoảng tầm 1 mét rưỡi tới 2 mét, cây vẫn cho quả rất là sai nhé. Loại cây ăn quả tiếp theo cũng rất là dễ trồng và chăm sóc anh chị nhé, hoa quả ra quanh năm, đó chính là cái giống sung Mỹ. Giống sung này thì có nguồn gốc xuất xứ từ Tây Á và hiện nay thì cũng đã được trồng rộng rãi tại rất nhiều quốc gia trên toàn thế giới. Cây sung Mỹ này thì cũng đã nhập về Việt Nam khá là lâu rồi và hiện nay thì cây cũng đã thích nghi và phát triển tốt trong điều kiện khí hậu của bãi biển Việt Nam. Khác với sung ta thì quả có vị chát, thì cái giống sung Mỹ này khi chín thì quả to, đường kính nó khoảng tầm 4 tới 5 cm, ruột bên trong mềm và ở giữa nó có một lớp mật rất thơm ngon đấy chị nhé. Khi ăn thì mình sẽ cảm nhận được cái độ dẻo, vị ngọt thơm của mật đấy chị nhé. Một loại quả mà ngoài hương vị rất thơm ngon ra thì trong quả sung Mỹ này còn chứa rất nhiều cái vitamin, khoáng chất, chất xơ tốt cho sức khỏe anh chị nhé. Cây sung Mỹ cũng là một cái dòng cây thân gỗ lâu năm, có tuổi thọ cao, thời gian cho thu hoạch kéo dài, cây chịu nắng nóng rất tốt. Mình không có đất trồng thì anh chị hoàn toàn có thể trồng chậu, trồng thùng xốp, thùng phi trên ban công, sân thượng, cây đều sinh trưởng tốt và cho hoa được quả rất là sai. Dòng này thì cũng cho quả rất sớm. Mình trồng cây giống nó cao khoảng tầm 70, 80 phân thì chỉ sau khoảng tầm 3 tới 5 tháng là nhiều cây bắt đầu ra hoa đậu quả rồi. Khác với sung ta quả mọc thành chùm thì cái dòng sung Mỹ này nó sẽ mọc quả từ kẽ lá mọc ra như này, từ khi cây ra quả con tới lúc quả thu hoạch được kéo dài khoảng tầm 4 tới 5 tháng nhé. Các lứa hoa lứa quả sẽ gối tiếp nhau gần như là trên cây, lúc nào cũng có hoa có quả để cho chúng ta thu hoạch.